Càng về thời điểm cuối năm, thưa quý vị, tình trạng cướp giật trộm cắp tài sản đang có dấu hiệu ngày một gia tăng và diễn biến vô cùng phức tạp. Mới đây, tại sân bay Tân Sơn Nhất, một nhóm đối tượng đã bị bắt giữ do thực hiện hành vi trộm cắp trên đường vận chuyển hàng hóa đi quốc tế với những thủ đoạn cực kỳ tinh vi. Ngày 11 tháng 12, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa triệt phá đường dây trộm cắp tài sản tại khu vực kho hàng sân bay Tân Sơn Nhất. Theo đó, cơ quan công an đang tạm giữ để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có đối với 5 đối tượng gồm Trần Văn Trọng, sinh năm 1987, thường trú huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh, Huỳnh Long Duy, sinh năm 1991, Nguyễn Văn Dương, sinh năm 1992, Huỳnh Long Hảo, sinh năm 1993, cùng thường trú huyện Tư Nghĩa tỉnh Quảng Ngãi, nơi ở hiện nay thành phố Di An tỉnh Bình Dương. Nguyễn Văn Cường sinh năm 1977, thường trú huyện Duy Xuyên tỉnh Quảng Nam, nơi ở hiện nay thành phố Di An Bình Dương. Trước đó vào ngày 26 tháng 11, chị PTHP sinh năm 1988, ngụ tại quận 4 là đại diện công ty BP Sóc Trăng, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng đã đến công an quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh trình báo về việc công ty BP bị trộm hơn 3.000 sản phẩm trong lô hàng hơn 17.000 sản phẩm túi đeo được vận chuyển từ Sóc Trăng đến kho hàng SC ở quận Tân Bình chờ làm thủ tục đưa lên máy bay đi xuất khẩu nước ngoài. Theo khai báo của chị P, giá trị của số hàng bị mất hơn 600 triệu đồng. Sau khi được báo cáo, ba giám đốc công an thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo công an quận Tân Bình phối hợp với các đơn vị liên quan xác lập chuyên án đấu tranh. Ngày 4 tháng 12, công an quận Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh phối hợp công an các tỉnh Bắc Ninh, Quảng Ngãi, Bình Dương đã bắt giữ được 5 đối tượng như trên. Tại cơ quan công an, nhóm đối tượng này bước đầu khai nhận hành vi phạm tội. Cụ thể, các đối tượng thực hiện việc trộm cắp trên đường vận chuyển hàng hoặc tại sân đỗ chờ công ty vận chuyển thuộc khu vực kho hàng sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Theo đó, đối tượng Nguyễn Văn Cường khai nhận là tài xế chạy xe tải chở hàng. Cường và đối tượng Huỳnh Long Duy có quen biết nhau. Ngày 17 tháng 11, do cần tiền tiêu xài, đối tượng Duy này sinh ý định trộm cắp tài sản và đề nghị Nguyễn Văn Cường thông báo cho Duy khi có chuyến hàng tiếp theo để đối tượng này lấy trộm hàng đem bán lấy tiền rồi chia nhau. Đối tượng Cường đồng ý. Huỳnh Long Duy đã rủ thêm Huỳnh Long Hảo và Nguyễn Văn Dương để cùng thực hiện hành vi phạm tội. Ngày 24 tháng 11 năm 2022, sau khi được Cường thông báo có chuyến chở hàng, các đối tượng đã thực hiện hành vi phạm tội như trên theo cơ quan điều tra bước đầu xác định các đối tượng lợi dụng sơ hở của các công ty xuất khẩu hàng đi nước ngoài tại khu vực kho hàng thuộc sân bay quốc tế tân sơn nhất để kết cấu với tài xế của các xe tải chở hàng dùng các thủ đoạn mở ốc khoen khóa cửa của các thùng hàng xe tải mà không làm ảnh hưởng đến siêu niêm phong của các công ty để mở được thùng xe tải chở hàng để tránh bị phát hiện các đối tượng còn đặt in trước băng keo niêm phong thùng hàng của các công ty sau khi giạch thùng hàng lấy tài sản đối tượng niêm phong lại bằng băng keo nhằm che mắt đại diện công ty khi kiểm tra hàng hiện nay vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng làm rõ và xử lý theo quy định mong rằng các đối tượng sẽ bị xử lý thích đáng theo quy định của pháp luật nếu không có sự vào cuộc kịp thời của lực lượng chức năng băng nhóm này sẽ còn gây ra không biết bao nhiêu vụ trộm cắp tài sản hàng hóa gây thiệt hại nặng nề cho người khác <laughs>